Chúc anh, xe buýt đi lâu nhở em nhở? Anh đứng đây chờ em mãi đấy. Anh chờ em làm gì ạ? Anh về nhà rồi, làm gì thì làm đi chứ. Chúng mình làm cùng một chỗ, lại ở cùng một khu, thì cứ chờ nhau cho nó tình cảm. Chúc anh ơi, hay từ mai em đừng đi xe buýt nữa nhá. Đây, em cứ ngồi ở đây. Anh hứa là sẽ đưa em đến tất cả những nơi nào mà em muốn. Ý của anh là em cứ ngồi ở sau xe anh, rồi anh đưa em đi làm, rồi đón em về nhá. Thôi ạ, bọn mình làm theo ca, nhiều khi cũng không làm cùng giờ với nhau. Em thiết nghĩ là mình chủ động thì vẫn hơn, mỗi người một việc. Nếu hôm nào em đi làm không cùng ca với anh thì em cứ chủ động đi xe buýt. Còn nếu làm cùng ca thì cho anh đón em nhá. Em nghĩ là không cần thiết đâu ạ. Tùng Anh, thế thì chuyện này cần thiết này. Hôm qua anh xem cái phim truyền hình mà em thích xem rồi đấy. Lúc nào thấy nhớ thì gọi cho anh, hãy gọi cho anh cả khi không nhớ. Có một con đường gọi là quá khứ, có một lọn gió gọi là tóc bay. Có một người say, một người mắt ướt, có một lỡ bước gọi là đến sau. Có một mưa mau rụng rời quán nhỏ, có một ngọn cỏ ngõ cỏ cho nụ hôn đầu. Có một bể dâu cho lòng đỡ tủi, có một sợ hãi gọi là mất nhau, có một niềm đau đã thành dĩ vãng. Mãi mãi chỉ là người tình ta không thể đến mãi. Thôi! Lâu lâu. Trong phim, bài thơ của người ta hay như thế. Em thực sự chán các anh lắm. Chúc Anh ơi! Chúc Anh! Rõ ràng đây là không biết thưởng thức nghệ thuật. Diễn cả bị thế này rồi. Chuẩn bị chứ mày đọc cầm giấy thế. Có mỗi thế mà đọc nhầm. Tại nó. Cả chúng mày nữa. Tập kỹ thế rồi, đọc cứ chưa hết cả nhịp. Đây là tại chị Thục Anh không biết thưởng thức nghệ thuật. Mày tính đổ tại Thục Anh không? Chả chị Thục Anh. Không phải tại Thục Anh. Mày tính đổ tại Thục Anh. Cho anh nhờ em một việc được không? Anh đang cứ nói đi ạ. Không, là... đừng nghe nó nói. Thì anh nghe nói là chỗ em làm đang tuyển thêm phụ bếp. Có gì nói giúp anh nhá. Nào. Thế anh chưa tìm được việc làm ạ? Anh chưa rõ. Nào. Khó khăn quá. Thế để em nói với sếp em sau. Sếp em cũng thoải mái lắm ạ. Cảm ơn em. Thục Anh đã xinh đẹp và còn tốt bụng nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn em gái. Không có gì anh dài. Sao em dễ tính bằng Đăng đấy? Lúc nào em cũng vui vẻ với thằng Đăng hơn với anh ấy nhá. Coi như môi tình ở cho chúng mình. Đôi khi quên nhau. Thích không? Mày thích không?